Xin chào quý chị. Mình đang đứng trên đơn vị 3 của dự án xây dựng Hà Nội. Ở chỗ chiếc xe đang chạy đó là đường Nguyễn Văn Cừ đúng chị ha. Chạy đi khoảng 1,5 km nữa thì mình tới khu công nghiệp Nhân Trạch 6, Nhân Trạch 5. Thuộc địa phận xã Phước An, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai này. Cái lô đất hôm nay mình muốn giới thiệu với chị là một lô góc hai mặt tiền của cái trục hai cái trục đường 17 m luôn ha. Đường 17 m thì lòng đường là 7 m và vỉa hè là 5 m mỗi bên đây. Lô góc này nó sẽ làm góc hai mặt đường 17 m luôn. Cách đường Nguyễn Văn Cừ chỉ khoảng 200 m thôi quý chị ha. Lô đất này có tổng diện tích là 138 m vuông. Giá chủ đang mong muốn bán với giá chỉ có hơn 2 tỷ thôi. Lô góc này là một trong những lô góc có diện tích nhỏ của cái dự án xây dựng Hà Nội. Chỉ có 138 m thôi, thuộc phân khúc nhà phố ha quý chị. Nếu mà phân khúc nhà liền kề thì nó sẽ những lô góc này sẽ có diện tích lớn hơn, khoảng trên dưới 200 m, còn lô này chỉ có hơn 100 m thôi. Lô góc này sau này là những cái lô hàng hiếm. Tổng những cái lô đất ở trong cái dự án xây dựng Hà Nội này nó khoảng độ là 5.000 nền ha. Và những cái lô góc này thì cứ khoảng độ một lốc thì nó có chỉ 4 lô góc thôi. Như vậy khoảng độ gần 100 nền đất thì mới có 4 cái nền góc này thôi. Bởi vậy sau này nó sẽ là những cái hàng độc đáo của những cái người mà có sở hữu được cái lô đất này này. Sau này ở cũng thoáng mát, kinh doanh thì cũng được luôn quý chị. Nó một xẹt cái đường Nguyễn Văn Cừ này thì mình sẽ có thể kinh doanh được nhà nghỉ, khách sạn, các cái tiệm cà phê, spa, căn hộ dịch vụ ở trên. Quy cách xây dựng là 3 tầng, 1 trệt, 2 lầu. Mật độ xây dựng là khoảng độ gần 70%. Hai mặt thoáng, thích hợp ở và kinh doanh nhiều ngành nghề. Cách thành phố Thủ Đức 15 km, cách sân bay Long Thành 13 km thôi quý chị. Cách quận 7 Nhà Bè khoảng độ 18-20 km qua đường cao tốc Bến Lức Long Thành, cầu Phước Khánh. Lô đất này có giá rất là tốt, tại vì cái diện tích nó nhỏ nên chỉ có hơn 2 tỷ thôi. Mình sở hữu được một lô góc độc đáo trong dự án xây dựng Hà Nội. Đại dự án xây dựng Hà Nội, quý chị quan tâm liên hệ mình sẽ gửi sổ và cái thông tin cần thiết về lô đất cho quý chị xem tham khảo vị trí trên Google ha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau ạ. Xin cảm ơn ạ.